Chào mừng mọi người đến với YouTube của Cô Xinh Ơi. Hôm nay Xinh sẽ giới thiệu cho mọi người một nhà thiết kế. Hồi nãy Xinh có nói rồi đó, hồi nãy có nói anh là một nhà thiết kế vui tính nhất, đẹp trai nhất và nhanh nhất Việt Nam đó. Chào tất cả mọi người. Tập vừa rồi thì xin cho mọi người coi một ngày bất bình thường của Sinh rồi. Thì hôm nay Sinh sẽ cho mọi người coi một cái hành trình, một cái ngày bình thường của Sinh trước sự kiện sẽ là như thế nào nha. Trước một sự kiện thì Sinh hay đến Sinh Premium để mà Sinh có thể làm đẹp, làm da, làm dáng để cho lấy được sự tự tin. Và đặc biệt là sắp tới là Sinh Say Night đến rồi, cho nên Sinh cũng cảm thấy rất là lo lắng. Thì mặt của mình cũng đang điều trị nè, da thì cũng đang trong liệu trình tắm trắng nè, body thì cũng đang trong liệu trình giảm cân nè. Thì hôm nay Sinh đã trải qua gần 4 tiếng đồng hồ ở Sinh Premium rồi. Bây giờ thì sẽ đến địa chỉ tiếp theo. Bật mí với mọi người, Sinh sẽ dẫn mọi người đến gặp một nhà thiết kế rất dễ thương và vui tính và đẹp trai nhất Việt Nam nha. Nào cùng theo Sinh coi thử nhà thiết kế là ai nhé. I'm fighting on my life, I'm bad in, I know it. If I could just be a little better, maybe you could be my salvation. Khó để kiếm anh Đỗ Long. Anh Đỗ Long giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là nhà thiết kế Đỗ Long và hôm nay rất vui khi được gặp gỡ tất cả mọi người trên kênh YouTube của Cô Xinh Ơi. Anh Đỗ Long ở ngoài rất là dễ thương nha mọi người. Nếu mà mọi người mong muốn mang một cái trang phục rất là đẹp, rất là bắt mắt, rất là nổi bật á, giống như là tỏa sáng cả bên trong và bên ngoài, thì hãy kiếm anh Đỗ Long tại địa chỉ 360 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3. Trời ơi, PR quá trời. Thì em có hai tin là kinh thiên động địa luôn. Nghe sợ quá chứ trời. Không có nghe tin là trước số 1 hay số 2. Bây giờ em nói luôn hai tin lúc này. Thứ nhất là còn 5 ngày nữa là tới sự kiện. 5 ngày nữa. Thứ hai là không phải may một bộ, 3 bộ. Trời ơi. Đúng lại. Khoan đi lên lầu. Sao vậy? Bây giờ đi năm nhà sao phải chịu em. Thì em thấy em cũng quá nhiều. Không, thật sự tại vì bây giờ khách quan từ giờ đến tháng là anh đưa nó rồi, tại vì anh tủy thời mai còn không có luôn á. Có hai lý do. Thứ nhất là rất là bận luôn, vừa nhận nhà rồi Covid vừa mới hồi phục lại doanh nghiệp, rồi quá trời nhân viên các thứ sắp xếp lại tất cả các dự án. Đùng một cái bên tổ chức sự kiện họ bảo là cái sự kiện mình hoãn hồi lúc trước dịch á, thì bây giờ bắt đầu được tổ chức lại thì bắt đầu em phải rất là nôn nóng quay lại, còn 5 ngày quá dữ dằn. Khi nghe gấp một cái là nghĩ ngay tới Đỗ Long. Bây giờ Đỗ Long cứu em giờ không biết sao luôn. Tất cả các sự kiện của Sinh đều có sự tham dự của Đỗ Long. Lấy được sự tự tin mà anh biết không, khách mời em tới 900 khách mà 890 khách là nữ rồi. Trời giờ sao ta? Trời ơi, chị Lệ Nguyên nè. Trời ơi, hết có nè. Trời ơi, toàn là rap Việt mình thì quá trời những người nổi tiếng luôn. Rồi bây giờ sao bây giờ chứ bây giờ đầu tiên là là nhận lời ha. Nhận lời cái gì? Tóm lại nhận lời nè. Rồi bây giờ em nói cho anh nghe cái tính chất của buổi tiệc này như thế nào và em muốn ngày hôm đó em như thế nào. Bây giờ em nói cho anh nghe để anh tư vấn cho anh biết. Nhưng mà ý là em có thích cái cầu vai luôn, thích cái ngực này luôn hả? Ủa vậy là thích cái vương miên cái này luôn hả? Hiện tại thì Sinh đã fix bộ thứ hai rồi và anh Đỗ Long rất là tâm lý luôn. Hai cái tâm lý là thứ nhất là anh chọn cho Sinh đúng cái số size luôn, mặc dù Sinh không có đặt may sẵn gì hết nhưng mà vừa in luôn mọi người, từ cầu vai eo cho tới chiều dài luôn. Cái phần vai cái anh này kỹ lưỡng xong nó sẽ rồi, okay. Có vẻ kiểu mềm mại được. Có bị mềm hơn một xíu đúng không? Rồi, hiểu rồi. Được không? Nói chung là anh rất là nhanh để nó bắt em muốn yêu tiếng muốn gì. Tại khách hàng quá quen luôn. Thật sự là từ 2014 tới giờ luôn. Rồi. Từ lúc mà Đỗ Long tiệm còn nhỏ rồi bây giờ.
Nên là mọi người tới Đổ Long á, thì mọi người không có cần nghĩ rằng là mình phải có một cái body chuẩn như là celeb, cũng có thể lựa chọn cho mình một cái trang phục phù hợp. Cái điều thứ hai tâm lý là anh rất là trend luôn. Anh cho những cái bây giờ đang là hot hai cái cầu vai nè, thì hai bộ đầm sinh thử đều mang cái gì đó rất là thời trang. Nhưng là Sinh sẽ may lại, nhờ anh Đổ Long vẽ lại cho nó hợp với mình hơn và phù hợp với lại cái tông màu chủ đạo của sự kiện. Hiện tại bây giờ thì là hành trình thứ hai tại ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì Xin sẽ tiếp tục đến một cái điểm hẹn thứ ba trong ngày hôm nay nữa cùng với người bạn đồng hành của mình. Nếu mọi người cảm thấy thích những video như thế này thì like và subscribe cho Xin nha. Xin chào mọi người, tụi mình đang có mặt ở đâu đây? Đó chính là cửa Tây phía sau chợ Bến Thành. Thì ở đây có một quán ốc rất là đặc biệt, chị dẫn My tới đây ăn rồi đúng không? Rất là ngon. Rất là ngon. Em siêu thích ăn ốc ở đây. Đúng rồi, bây giờ chị em mình sẽ cùng đi bộ vô nha. Quán ốc ở đây, ba điểm mà My thích nhất là gì? Đồ ăn ngon, không gian mát mẻ. Với lại cô chủ quán thấy rất là vui. Cái quán ốc này có một điều đặc biệt đó là nó là một gia đình luôn. Cái bà nội ngồi nướng á, là quán này là ba thế hệ luôn. Xong rồi có con để phục vụ, xong rồi có cháu nữa. Cháu đó tính tiền, rất là vui. Mà quán ốc này rất là đông, mặc dù lề đường nhưng mà giá cũng hơi nhỉnh chút xíu. Nhưng mà thực tế là rất là xứng đáng đi nhờ. Với lại em thấy quán ốc ở đây có rất là nhiều nổi tiếng. Đúng rồi, quán này là chị Ngọc Trinh, là chị từ năm 2014 tới giờ. Mà càng ngày quán càng rất là đông khách luôn. Quá chợ mà nó chắc là đông. Ngày ngon nhớ mà mấy mà đông nữa rồi đó. Còn bạn rồi, ổn định chỗ ngồi rồi. Hôm nay là mình bắt đầu đi từ 4 giờ ha. Công nhận đi shopping cũng đâu phải khỏe đâu ha, cũng khá mệt ha. Thì chị hai chị em mua được hai mỗi người một món đồ cũng khá là ưng ý. My thì kiểu rất là trong trắng, kiểu là Xin thì chỉ mua được một cái áo thôi. Bây giờ bọn mình sẽ order những cái món ăn nổi bật ở đây để cho mọi người coi nha. Đói bụng lắm phải không? Trời thì kiểu đang mưa, xong rồi ở đây ốc đông hổi cay. Mình sẽ ăn thử cho mọi người. Nhưng mà với lại là nếu mà người cảm thấy ốc này hấp dẫn thì mọi người sẽ search là ốc Vân á, rất là nổi tiếng luôn. Xin rất dẫn rất nhiều người bạn tới đây và ai cũng đều khen hết á. Ngày sau khi mà mình tới đặt anh Đổ Long đặt 3 chiếc đầm trong Suicide Night thì ngày hôm nay mình đến để fit thử đầm cùng với stylist và anh Đổ Long. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại store của anh Đổ Long và bây giờ mọi người cùng vào coi Xin sẽ thử 3 chiếc đầm nó như thế nào nha. Nói chung là xong được khoảng 70% rồi. Bây giờ nói chung là bây giờ em có thể thử form được rồi. Nói chung là bây giờ đầu tiên là cái bộ mà thiên thần áo trắng đúng không? Rồi bây giờ vô cái bộ đầu tiên. Bộ đầu tiên thử rồi, nha. Rồi, bộ đầu tiên nha. Wow. Trời ơi. Đúng không? Đẹp sắc. Vừa gì yêu cầu khó là vừa kín đáo nhưng mà vẫn thấy để cảm chút xíu. Rồi, lên đây. Thấy nó hơi rộng. Thấy là hơi rộng không? Mà em thấy là so như là chị Xin có xuống ký nhiều. Đây là bộ đồ đầu tiên thì Xin cảm thấy khá là ưng nhưng mà cái nó hơi rộng một xíu thì anh Đỗ Long sẽ fit lại cho nó phù hợp với số đo của mình hơn. Không, nó bị chảy nha.
biết sao không, cái hôm bữa của chị Kỳ nó bị bự, mà nếu mà em làm đô là nó sẽ bị đô, cái bài nếu em bị đô nên thấy em phải làm cái đấy á. Chắc là trong sự kiện thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Bây giờ chắc là được 8 điểm. Mong rằng make up, layout, tất cả mọi thứ nhờ bàn tay ma thuật của Kie sẽ biến Sinh trở thành điểm 10 tròn chỉnh. Cùng đóng bộ thứ hai nhé. Từng ngày là đúng không? Bướm bay lên đúng không? Bướm bay là rất nhiều. Đó. Vậy anh nhớ, nhớ là màu này là màu của thương hiệu đúng không? Đúng rồi, đây là màu thương hiệu. Màu thương hiệu của Sinh Premium. Biểu hiện của sự sang trọng. Sang trọng. Nữ quyền. liên tục bia thương hiệu. Tên tên giới thiệu với mọi người, đây là những thiên tài trợ giúp cho Sinh trong đêm Sinh Say Night. Ngay cả cái lúc mà Kha tìm hiểu những cái hình ảnh của chị Sinh trên Facebook thì Kha nghĩ là mọi thứ khi mà ướm vào người chị Sinh thì chỉ cần đơn giản, tinh tế và có một cái điểm nhấn gì thôi, và không cần phải lồng lẫy chặt chẽ, bởi vì bản thân chị Sinh cũng đã làm một cái điều gì đó là chặt chẽ rồi. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong bộ đồ thứ ba nha. Tặng em Xuân, trời có ký tên của nhà thiết kế tài ba Tổ Long. Anh nói đi, anh đã từng tặng cái này cho bao nhiêu? Tặng cho khách đã. Thôi, chắc là giờ phải nói sao hả? Không nói chứ, thật ra là những cái bạn trẻ như này thì những cái khách mà VIP với là những khách thân thì Tổ Long mới tặng thôi. Và em Xuân là một trong những số đó. Thật sự là Xuân, lần này là vừa nhanh vừa gấp và có thời gian vẽ tranh rồi đóng khung lại rất là tỉ mỉ. Chỉ trong vòng có 3-4 ngày thôi. Nhưng mà mới qua là 5 ngày nhưng mà thời gian mà lựa chất liệu rồi là hết ngày rồi. Hy vọng nội dung trong view blog lần này sẽ làm cho mọi người thấy thích. Nếu mà thấy thích thì hãy like, subscribe và để lại cho Sinh thật nhiều bình luận để Sinh có động lực làm nhiều cái YouTube chia sẻ nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào mừng mọi người đã đến với Bây giờ em remove cái đặc tính nổi bật của cái này luôn lên nên chị ngồi làm em cho lẹ. Wow, này nóng thiệt. Xin chào mọi người, cái bên mình đây là một giám đốc chuyên môn của tập đoàn Sinh Group. Chị cảm thấy như thế nào chị? Trời, thật sự là cái không khí này làm cho mình cảm thấy mình rất là hồi hộp luôn. Mọi người có thể thấy tất cả các khâu chúng tôi chuẩn bị cho cái sự kiện Sinh Say Night tối nay gọi là rất là chỉnh chu và từng ly từng tí. Và kiểu là mình cảm thấy là trời, hồi hộp quá mà ngủ không được từ sáng tới giờ luôn. Như nào? Rồi em thấy là mình quá hay, anh em cảm ơn mọi người. Rồi. Anh sơn ca đúng không? Đúng rồi. Mà hôm nay make up hơi sớm nhỉ? Dạ đúng rồi, sớm hơn khoảng 1 tiếng rưỡi. Mà chị thấy vừa đủ để sau đó mình chỉnh trang trang phục và xuống đón khách sớm luôn. Cớ sao nhiều hoài mong, nhiều khao khát mơ mộng, em cũng từng. Hiện tại thì Sinh đang có mặt trong phòng make up. Ekip của mình ngày hôm nay là một người rất quen thuộc, đó chính là một người make up nổi, chưa biết chừng nào chịu xuống nữa.
Thì buổi sáng mới rehearsal xong thì mọi người cũng thấy là một sự kiện rất là hoành tráng, rất là rộng, block khoảng 7 cái sảnh luôn. Và hôm nay thì 5 giờ rưỡi Sinh sẽ xuống đón nhân viên trước, và sau đó thì tầm 6 giờ rưỡi thì sẽ là khách hàng VIP. Nói chung là mọi người rất là tâm huyết để làm cái event này. Đã bị gọi là lockdown bởi dịch đó, là hoãn lại 2 lần luôn. Mang đến sắc đẹp cho phụ nữ trên thế giới này luôn đẹp xinh vì em là chị. Nên là thật sự là rất là vui khi được khách hàng và nhân viên vẫn giữ được cái sự háo hức đó từ 2 lần trước tới bây giờ, nên cảm thấy rất vui. Có rất nhiều những anh chị nghệ em nghệ sĩ cũng xác nhận là sẽ đến. Có chị Lệ Quyên cũng sẽ đến cùng với người thương của mình nè. Có cả Trâm, rồi có chị Nhàn, có Hoàng Cu, có Misha, rất nhiều. Và ai cũng xác nhận là sẽ đi. Mọi người thấy Thanh Sinh trong thần thái như thế nào? Hiện tại bây giờ thì Sinh đã make up xong và đây là trang phục đầu tiên. Chút xíu nữa xuống dưới đón khách thì Minh sẽ quay cho mọi người thấy được toàn bộ cái bộ đầm nha. Hiện tại bây giờ thì tâm trạng của Sinh rất là hồi hộp, có bao nhiêu chữ trong đầu để phát biểu thì nó biến mất hết trơn luôn rồi. Xin chào tất cả các quý khách hàng, quý đối tác, toàn thể khách mời và các nhân sự yêu mến của tập đoàn Sinh Group. Sinh không còn nhớ một cái gì hết trơn á. Và bây giờ thì ok thôi, cái nào hay tới đó, là bây giờ mình sẽ chuẩn bị chỉnh chu xinh đẹp xuống để đón khách. Thì hôm nay theo giờ này thì Sinh sẽ xuống đón toàn bộ các bạn nhân viên của mình. Đón nhân viên thì rất là dễ thương nên mình cũng không có nhiều áp lực, chỉ là mình hơi lo lắng hồi hộp chút xíu. Nào cùng theo chân Sinh để đón chờ sự kiện lớn nhất trong năm của Sinh Group mang tên Sinh Say Night, đêm nhan sắc tỏa sáng. Đi nào. Chúc mừng Sinh buổi tiệc hôm nay rất là thành công, lộng lẫy và đem nhiều cảm hứng, nét đẹp cho nhiều phụ nữ người Việt Nam. Dạ, cảm ơn anh. We'll be right back.
quý khách hàng, toàn bộ cán bộ nhân viên của tập đoàn Sun Group. Chúc cho sự kiện Cincinnati 2021 thành công, tốt đẹp. Xin mời các bạn thật lớn để cảm ơn cho lời phát biểu mở màn của cuộc tiệc đến từ Miss Xuân, là chủ tịch và người sáng lập của Sun Group ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho cùng nữ xinh đẹp của chúng ta được không ạ?